Bích Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021, đến với bản tin hoạt thành đốn tối nay gồm có chương trình võ bị và nhạc lá bồ đề để mở đầu. Bích Phương kính mời quý vị theo dõi chương trình tháng 12 của các cựu sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam và thanh thiếu niên đại hiệu vùng hoạt thành đốn thực hiện. chương trình truyền hình của Hội cựu sinh viên sĩ quan và đoàn thanh thiếu niên đa hiệu Hoa Thành Đốn và vùng phụ cận kính chào quý khán giả cùng đại gia đình Võ Bị. Trước hết là phần tin tức sinh hoạt nội bộ. Tổ chức Đại hội 22 Ban chấp hành Tổng hội quyết định sẽ tổ chức Đại hội 22 vào các ngày 1, 2 và 3 tháng 7 năm 2022 tại Nam California. Ban chấp hành Tổng hội trân trọng kính mời quý nhân trưởng quý anh cùng quý phu nhân và các đoàn viên thanh thiếu niên đa hiệu cùng tham gia vào việc tổ chức để đại hội thành công tốt đẹp. Cây mùa xuân nhâm dần cũng như mỗi năm nhằm xoa dịu nỗi đau của các cô nhi quả phù tự sĩ, tổ phù cùng những cử sinh viên sĩ quan ở quê nhà khi xuân về. Đặc biệt, năm nay tình hình đại dịch nên cuộc sống của họ vô cùng khó khăn. Ban chấp hành tổng hội thiết tha kêu gọi đại gia đình võ bì tích cực hưởng ứng, đóng góp, tài chánh cho cây mùa xuân trước ngày 10 tháng giêng năm 2022 hầu làm ấm lòng những thành viên của đại gia đình võ bì ở quê nhà. Ngân Viếu xin gửi về Lục Phan, BO Book 5451, LMT, Cali 91734, Học Bục Võ Bì Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên đã hiệu bảo trợ chương trình học bổng võ bị nhằm các mục đích. Nối kết tình thân hậu duệ võ bị hại ngoài và quốc nội. Khuyến khích lòng hiểu học của hậu duệ võ bị ở trong nước. Phù giúp tiền bút mực cho các hậu duệ võ bị. Điều kiện và các loại học bổng. Con, cháu, chắc của đại gia đại định võ bị đang học từ tiểu học đến đại học. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc cell phone 832 630 1785 hoặc email thanh thiếu niên đa hiệu chấm us a vòng gmail com quý mạnh thường quân yểm trợ tài chánh xin gửi về ngân phiếu caroline nguyệt sáu năm một bốn silver caston drive hilton texas bảy bảy không sáu bốn mimo hoặc một vò bì hai mươi hâm một hai mươi hai chủ đề dưới ngọn cờ vàng chúng tôi xin lần lượt trình bày những tình chiến khốc liệt sau ngày hâm bảy tháng giêng năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba khi quân đội đồng minh đã rút khỏi chiến trường việt nam hôm nay chúng tôi xin trình bày chiến thuật đánh bấn gốc trong cuộc hành quân giải vây căn cứ Đức Huệ do Trung tướng Trần Quang Khôi của Sáu Chỉ Huy. Bài viết của nhà văn quân đội Nguyễn Đạt Thịnh mời Bích Phượng. Bích Phượng kính chào quý khán giả. Ngày 3 tháng 5 năm 1974, Thiếu tướng Homer D. Smith, tùy viên quân sự của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Graham Martin, gửi văn thư cho Trung tướng Trần Quang Khôi tư lệnh trận đánh bức gốc sư đoàn 5 Việt Cộng ca ngợi chiến thắng có đoạn nhân danh ông đại sứ hoa kỳ Graham Martin và cá nhân tôi xin ca ngợi chiến công lẫy lừng mà chuẩn tướng vừa đạt được đây là lần đầu tiên sau hòa ước ba lê chúng tôi chứng kiến một cuộc hành quân được thiết kế tuyệt hảo và được thực hiện cũng tuyệt hảo cuộc hành quân tuyệt hảo đó là trận đánh tróc gốc sư đoàn năm việt cộng được gọi là trận đức huệ mặc dù cả hai giai đoạn giao tranh và chiến thắng đều không diễn ra tại Đức Huệ. Đồn Đức Huệ nằm về phía Tây Bắc và cách Sài Gòn 56 cây số, do tiểu đoàn 83 bị đồng quân phòng thủ với quân số 420 người. Đồn chỉ cách biên giới có 6 cây số, khoảng cách lý tưởng để cộng quân thực hiện chiến thuật công đồn đã viện. Chúng đặt những tiểu đoàn pháo binh cách biên giới 57 cây số vừa an toàn lại vừa đúng tầm pháo để đánh trận địa pháo trên những tọa độ chúng đã điều chỉnh và cử tiền sát viên pháo binh theo dõi. Lúc 2 giờ sáng ngày 28 tháng 3 năm 1974, một đại đội đặc công Cộng sản xâm nhập vào bên trong căn cứ Đức Huệ, chiếm được một góc trong căn cứ. Ngay từ những phát súng nổ đầu tiên, Thiếu tá Bảo bị thương ở chân, nhưng ông vẫn gọi được ba đại đội tác chiến bên ngoài cấp súc trở về tiểu đoàn tập trung lại phản công quyết liệt. Bên ngoài căn cứ, sư đoàn 5 Cộng sản bao vây Đức Huệ bằng hỏa lực. Ban đầu, địch tập trung pháo kích vào căn cứ thật dữ dội. Bên trong, căn cứ bị đồng quân và đặc công Cộng sản cận chiến giành nhau từng vị trí một, đánh nhau bằng lưỡi lê và lựu đạn. Đến sáng thì đại đội đặc công Cộng sản bị quân ta tiêu diệt. Tiểu đoàn 83 bị đồng quân tổ chức lại phòng thủ chặt chẽ và sử dụng pháo binh của tiểu khu Hậu Nghĩa bắn yểm trợ hỏa lực chung quanh căn cứ. Trong khi đó, các đại đội tác chiến biệt đồng quân bố phòng chặn đứng các đợt xung phong của các đơn vị bộ binh cộng quân. Hai bên giao chiến ác liệt ngày đêm không ngừng nghỉ. Tiểu đoàn 36 biệt đồng quân do Thiếu tá Lê Quang Giai chỉ huy tăng phái cho tiểu khu Hậu Nghĩa được lệnh vượt sông Vàm Cỏ Đông ở Đức Hòa tiến về hướng căn cứ Đức Huệ. Nhưng bị phục binh của các đơn vị cộng quân ở dòng thổ địa thuộc xã Đức Huệ, Tấn Công buộc tiểu đoàn phải thối lui lại gần bờ sông Vàm Cỏ. Tiếp đến, bộ tư lệnh quân đoàn 3 điều động lực lượng của liên đoàn 33 biệt động quân do thiếu tá Lê Tất Biên chỉ huy sang Đức Hòa cùng với tiểu đoàn 64 biệt động quân do thiếu tá Nguyễn Chiêu Minh chỉ huy. Ngày 31 tháng 3 năm 1974, đại đội 3 thuộc tiểu đoàn 64 biệt đồng quân, khoảng 50 người do Trung úy Anh chỉ huy được trực thăng vận xuống, căn cứ Đức Huệ tăng cường cho tiểu đoàn 83, đồng thời tiểu đoàn 64 biệt đồng quân vượt sông Vàm Cỏ Đông, gần nhà máy đường Hiệp Hòa, với tiểu đoàn 36 biệt đồng quân, hai cánh quân tiến song song về hướng căn cứ Đức Huệ, cách chừng 10 số đường Chim Bài tiến được chừng hai cây số hơn một trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 5 Cộng quân từ những vị trí hầm đào sẵn xông lên tấn công mạnh. Đồng thời, pháo binh địch cũng bắn xối xả vào đội hình của hai cánh quân này, gây tổn thất rất nặng. Cuối cùng, tiểu đoàn 64 bị động quân và tiểu đoàn 36 bị đồng quân buộc phải cơm quân rút lui về lại bên này bờ sông vàm cỏ. Do đó, bộ tư lệnh quân đồng 3 giao nhiệm vụ giải cứu Đức Huệ cho sư đoàn 25 bộ binh do đại tá Nguyễn Hữu Toán chỉ huy. Đại tá Toán điều động các đơn vị thuộc sư đoàn đang hành quân trong vùng Lân cận biên giới từ phía Bắc đến giải tỏa một căn cứ hỏa lực được thành lập tại làng Phước Chỉ thuộc tỉnh Tây Ninh. Căn cứ này nằm cách biên giới khoảng 2 cây số về phía Nam đồng biên giới An Hòa và cách căn cứ Đức Huệ khoảng 13 cây số về phía Bắc. Ngoài tiểu đoàn pháo binh 105 ly cơ hữu sư đoàn phối trí trong căn cứ Phước Chỉ, còn có trung đoàn 46, sư đoàn 25 bộ binh, được tăng cường chi đoàn 30 thiết kỵ. Tất cả lực lượng liên minh này được đặt dưới quyền điều động của Trung tá Cao Xuân Nhựng, trung đoàn trưởng trung đoàn 46 bộ binh. Đợi đối phó với đồng quân giải tỏa của sư đoàn 25 bộ binh, quân địch đã chủ động tổ chức địa thế, bố trí chờ đánh quân tiếp viện. Chúng đặt các chốt chặn trên trục tiến quân của ta đồng thời pháo binh tầm xa của chúng nằm sâu bên kia biên giới mở những trận địa pháo chính xác liên tục và ác liệt gây nhiều thương vong cho trung đoàn 46 bộ binh làm các cánh quân không điều động được nên kế hoạch giải tỏa của sư đoàn 25 bộ binh cũng thất bại một phi cơ quan sát Anh L19 bị phòng không quân địch bắn rơi trung đoàn cũng không tiếp cứu nổi phi hành đoàn sau đó, quân địch pháo kích tập trung hỏa lực thẳng vào căn cứ Phước Chỉ bằng hoạt tiễn 107 ly và 122 ly, khiến Trung tá Cao Xuân Nhận, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 46, hy sinh. Cần một tháng qua, cuộc vải quay không đem lại một kết quả khả quan nào. Hàng ngày căn cứ bị pháo kích dồn dập, trực thăng tản thương và tiếp tế bị bắn rớt ngay trong căn cứ. Một khu trục cơ Skyrider yểm trợ hành quân và một phi cơ DC-3 thả dù tiếp tế bị hỏa tiễn SA-7 bắn rớt. Những cánh dù mang lương thực và đạn dược cho căn cứ Đức Huệ thường bay ra ngoài vòng rào và lọt vào tay địch. Như vậy là cả hai nỗ lực từ phía sông và cỏ đông của biệt động quân đánh qua và từ phía bắc của sư đoàn 25 bộ binh đánh xuống đều bị thất bại. Trong việc tiếp cứu tiểu đoàn 83 biệt động quân, vấn đề vô cùng cấp bách là tản thương tiếp tế lương thực, nước uống, đạn dược cho căn cứ Đức Huệ. Trong lúc mọi đường giao thông liên lạc vào căn cứ đều bị sư đoàn 5 Cộng sản cắt đứt hoàn toàn. Căn cứ bị Cộng quân bao vây, cô lập, chặt chẽ. Tình hình bên trong căn cứ rất căng thẳng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Bích Phượng kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy sức khỏe, vạn sự như ý và bình an. Chương trình của chúng tôi đã chấm dứt. Chúng tôi sẽ trình bày chiến thuật đánh bẩn gốc, một chiến thắng vẻ vang của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để giải vây căn cứ đất Huệ sau ngày quân đội đồng minh đã rút khỏi Việt Nam và quân viện cũng đã bị cắt giảm trong các chương trình kế tiếp. Trân trọng kính chào! Kính thưa quý vị, bản tin hoạt Thành Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Này, tôi là lá gan của bạn. Chăm sóc bạn khi mới chào đời. Tôi không thích cầm ràm. Nhưng xin bạn hãy đi thử nghiệm gan B. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan cho những người Á Châu. Tim gan B không phải lúc nào cũng có triệu chứng nên quý vị không hề biết là tôi đang bị ảnh hưởng hiện có phương pháp chữa trị tham khảo với bác sĩ và thử nghiệm để có thể cứu mạng quý vị